Thưa quý vị, hôm nay thứ Tư ngày 22 tháng 4 năm 2020. Bây giờ, mời quý vị theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Trong chương trình thời sự tối nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An tiếp tục nhận ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19. Bảo hiểm thất nghiệp, điểm tựa cho người lao động giữa đại dịch. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhóm họp về bảo vệ người dân bị nạn đói do xung đột. Thưa quý vị, theo kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tại cuộc họp giao ban ngày 22 tháng 4 năm 2020, kể từ ngày 27 tháng 4, học sinh bắt đầu đi học trở lại, cụ thể như sau. Ngày 27 tháng 4, học sinh lớp 9, lớp 12 và học viên các cơ sở dạy nghề. Ngày 4 tháng 5, học sinh các lớp trung học cơ sở và trung học phổ thông. Ngày 11 tháng 5, học sinh các lớp còn lại. Do đó, để đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên, học viên đi học trở lại, Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng ý xuất nguồn dự trữ của tỉnh để hỗ trợ cho mỗi huyện, thị xã, thành phố 50 kg chloramin B và 500 kg H2O2 để sử dụng cho việc tiêu độc khử trùng, vệ sinh các lớp học, chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại. Giao Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh chuyển giao cho các địa phương ngay trong ngày 22 tháng 4 năm 2020. Giao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, ngành giáo dục và đào tạo, ngành lao động thương binh và xã hội để tiến hành tiêu độc khử trùng tại các cơ sở giáo dục, cơ sở dạy nghề trên địa bàn, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho giáo viên, học sinh, học viên khi đi học trở lại. Kết quả thực hiện, các địa phương tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trong báo cáo nhanh hàng ngày. Sáng nay ngày 22 tháng 4 năm 2020, tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An, lãnh đạo Cục Thuế tỉnh và đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn bao bì giấy Việt Trung Long An đã trao kinh phí ủng hộ quỹ phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Long An trao hơn 168 triệu đồng ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 và hạn hán xâm nhập mặn cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tiếp đó, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn bao bì giấy Việt Trung Long An cũng đã trao 60 triệu đồng tiền mặt và 3.500 khẩu trang. Đây là số tiền và hiện vật do toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động của hai đơn vị quyên góp ủng hộ. Tại buổi tiếp nhận, ông Trương Văn Nọ, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cảm ơn các tập thể và cá nhân đã chung tay góp sức cùng cả nước phòng chống dịch bệnh và hạn mặn. Đồng thời mong sẽ đón nhận những đóng góp về vật chất cũng như tinh thần của người dân cả nước chung tay góp sức trong cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19 và hạn mặn. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An, trong những ngày qua, nhiều tổ chức cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tham gia tích cực ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh bằng tiền mặt và hiện vật. Đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận khoảng 8,5 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và hỗ trợ hạn hán xâm nhập mặn, trong đó gồm tiền mặt và hiện vật như máy lọc nước, nước rửa tay, khẩu trang. Sau nhiều ngày khẩn trương chuẩn bị, đến nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An đã cơ bản hoàn thành phòng xét nghiệm sinh học phân tử, phục vụ xét nghiệm sàng lọc bệnh nhân COVID-19 ngay tại địa phương. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp, nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng, để chủ động trong việc xét nghiệm, chẩn đoán và điều trị bệnh, tỉnh đã trang bị máy xét nghiệm real-time PCR và các thiết bị cần thiết khác để Bệnh viện Đa khoa Long An có thể tự lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc virus corona. Đây là loại máy xét nghiệm virus corona có hiệu quả cao nhất hiện nay. Để vận hành máy xét nghiệm real-time PCR, từ cuối tháng 3 năm 2020, Bệnh viện Đa khoa Long An đã cử cán bộ đi tập huấn kỹ thuật tại Viện Pasteur, thành phố Hồ Chí Minh. Để phục vụ cho cái xét nghiệm này được tốt và bảo đảm an toàn, thì chúng tôi, Sở Y tế có điều chuyển cho chúng tôi là một cái máy an toàn sinh học cấp 2 từ ở Bệnh viện huyện Châu Thành về. Bên cạnh đó thì Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật là CDC của tỉnh cũng đã điều chuyển hai máy, một máy tủ lạnh năm sau và một máy ly tâm với tốc độ 14.000 vòng một phút. Thì với cái hệ thống máy móc hiện nay là chúng tôi đã có thể là làm được cái xét nghiệm để tầm soát cái COVID này. Thì hiện nay Viện Pasteur còn đang làm những thủ tục cuối cùng để những hiệu chỉnh và điều chỉnh một số thông số. Thì bộ hồ sơ này
Viện Pasteur sẽ gửi ra ngoài Bộ Y tế để xin phép Bộ Y tế là cho phép Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An được phép xét nghiệm để tầm soát COVID. Nguyên tắc quan trọng trong việc phòng chống dịch COVID-19 là phát hiện sớm và cách ly hiệu quả, nên khi có máy xét nghiệm real-time PCR, tỉnh Long An sẽ chủ động hơn trong việc sàng lọc người bệnh, nhất là sàng lọc những công dân đang được cách ly và lực lượng phục vụ tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh. Thưa quý quyền Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, ngày 21 tháng 4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An đã trực tiếp đến thăm và trao tặng bằng khen của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng chống dịch COVID-19 tại các tổ chốt biên phòng, phòng chống COVID-19. Sau khi nghe các đồn biên phòng báo cáo, đoàn công tác biểu dương sự nỗ lực của cán bộ chiến sĩ, đoàn kết khắc phục khó khăn chống dịch, quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong mọi tình huống. Đồng thời yêu cầu các đơn vị phối hợp công an, quân sự, bảo vệ biên giới không được chủ quan lơ là mất cảnh giác. Các đồn biên phòng thường xuyên kiểm tra đôn đốc cấp phát vật tư y tế, nhu yếu phẩm, đảm bảo nơi ăn ở công tác của cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ chống dịch trên biên giới. Thường xuyên phối hợp cơ quan y tế của địa phương cập nhật tình hình dịch bệnh, phối hợp chính quyền và các ban ngành địa phương tuyên truyền để nhân dân an tâm không hoang mang trước tình hình dịch bệnh. Dịp này, đoàn đã trao tặng bằng khen của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho 3 tập thể và 9 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 giai đoạn 1. Sáng ngày 21 tháng 4 năm 2020, thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng đưa vào sử dụng máy ATM gạo để phát gạo miễn phí cho hộ nghèo khó khăn trên địa bàn huyện Tân Hưng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Ngày 21 tháng 4 năm 2020, vào mỗi buổi sáng, tất cả hộ nghèo khó khăn trên địa bàn huyện Tân Hưng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đều được nhận gạo miễn phí. Mỗi hộ được nhận 2 kg gạo một ngày. Ghi nhận của phóng viên, trong buổi sáng ngày 21 tháng 4, đã có nhiều hộ nghèo ở thị trấn và các xã lân cận trong huyện đã đến máy ATM gạo để nhận suất gạo nghĩa tình. Nguồn gạo ban đầu do các mạnh thường quân các nơi phát tâm tài trợ là 3 tấn và số gạo này cũng đang dần được tăng lên. Vào thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh, không có việc làm, vé số ngừng phát hành, thì việc các hộ nghèo khó khăn trên địa bàn huyện Tân Hưng được nhấn nút từ máy ATM gạo nhận lấy 2 ký gạo là điều họ rất vui mừng. Nay được tin là đoàn đến cấp gạo miễn phí cho bà con trong hoàn cảnh khó khăn. Nay tôi đến để nhận một phần gạo về để xây sở trong gia đình trong cái thời điểm khó khăn. Vậy một lần nữa cũng xin chân thành cảm ơn đoàn đã có cái tấm lòng hảo tâm đối với bà con cô bác thị trấn Tân Hưng. Tôi ở xã Vĩnh Châu B, tôi hoàn cảnh cũng khó khăn. Tôi nghe nói ở thị trấn cho gạo, tôi mừng quá. Thì tôi tới đây tôi nhận. Chính quyền địa phương cũng nên kêu gọi các tổ chức cá nhân trong và ngoài huyện có điều kiện tốt hơn hãy góp chút ít tài lực để bổ sung thêm nguồn gạo giúp đỡ người nghèo hàng ngày. Đây cũng là cách để cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Với tinh thần chống dịch bệnh như chống giặc, thanh niên huyện Bến Lức đã vào cuộc cùng với cả hệ thống chính trị của địa phương cùng chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đoàn thanh niên các xã thị trấn trong huyện Bến Lức không ngừng tuyên truyền thông tin về diễn biến dịch bệnh và công tác phòng chống dịch cho người dân trên địa bàn. Nhờ đó người dân tiếp cận được thông tin về dịch bệnh, giúp họ nâng cao ý thức và phòng ngừa hiệu quả. Trong tháng thanh niên năm 2020, đoàn các cấp tổ chức các đợt dọn vệ sinh, tuyên truyền và vận động các nguồn xã hội hóa để mua khẩu trang, nước sát khuẩn để phát miễn phí tới người dân nhằm phòng chống dịch hiệu quả. Chủ động tổ chức in và phát tờ rơi khuyến cáo về phòng chống dịch COVID-19 tới các hộ gia đình trên địa bàn. Hiện đã cấp phát hơn 14.000 khẩu trang miễn phí, 55.000 tờ rơi, hàng trăm chai nước rửa tay sát khuẩn. Vì hạn chế là tập trung đông người nên là huyện đoàn cũng định hướng đến các cơ sở đoàn là tận dụng các kênh thông tin của đoàn như là các trang mạng xã hội thì kết hợp với là hệ thống loa đài cũng như là hệ thống loa di động để tuyên truyền kịp thời chính xác về tình hình dịch bệnh và thường xuyên chia sẻ những thông tin về tình hình dịch bệnh trên các trang thông tin chính thống của huyện. Những hoạt động việc làm chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tuổi trẻ huyện Bến Lức đã và đang lan tỏa trong cộng đồng, cho thấy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị, dịch bệnh COVID-19 đã và đang ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các ngành nghề, lĩnh vực, dẫn đến việc làm của một bộ phận người lao động bị cắt giảm. Trong lúc này, chính sách bảo hiểm thất nghiệp
đã phát huy tính nhân văn và được xem là điểm tựa, góp phần giúp người lao động ổn định cuộc sống. Hơn 30 triệu đồng là khoản tiền mà anh Luân sẽ nhận được sau khi làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Long An. Số tiền này giúp anh cũng như nhiều lao động thất nghiệp khác trang trải một phần cuộc sống trong lúc khó khăn, cũng như hỗ trợ một phần kinh phí để tìm kiếm việc làm mới. Dạ, thì em làm cũng được 11 năm 7 tháng, nhưng mà em hưởng được trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp thì được 11 năm. Với số tiền cũng khoảng là trên 30 triệu. Trong tình hình dịch này thì cũng giúp đỡ chút xíu về kinh tế cho gia đình. Nếu mà xong trợ cấp thất nghiệp này thì em cũng tìm một công ty nào có khả năng với nghề nghiệp của em thì em cũng xin vào đó làm. Hầu hết lao động đăng ký thất nghiệp là lao động phổ thông. Trong đó, lao động nữ do đời sống vốn eo hẹp, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên không có điều kiện để tái đầu tư cho công việc mới. Với chị Yến, dù được tư vấn đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, nhưng chị chưa thể tham gia vì có con nhỏ. Em đi làm được 8 năm, em lãnh được tiền trợ cấp thôi việc là 8 tháng, một tháng em lãnh được là 2 triệu rưỡi. Trong thời gian em nghỉ để lãnh được tiền bảo hiểm này á, là cũng được phần nào để được mua sữa cho con em. Em đến em làm bảo hiểm á, là mấy anh chị cũng có tư vấn cho em công việc, nhưng mà tại vì con em còn nhỏ quá em chưa có nhận lời, sau này con em lớn rồi em quay lại. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, số người được hưởng trợ cấp thất nghiệp trong 2 tháng gần đây tăng từ 10 đến 15% so với tháng bình thường. Để giúp người lao động sớm quay trở lại thị trường lao động, công tác hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động thất nghiệp luôn được Trung tâm Dịch vụ Việc làm Long An chú trọng. Trước tiên người lao động đến thì trung tâm thực hiện cái công tác là tư vấn đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho người lao động. Nếu như mà cái việc làm nó chưa phù hợp hoặc là không phù hợp thì mới thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Về điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động làm việc đủ 12 tháng đến 36 tháng thì được hưởng 3 tháng, thì cứ thế thêm làm việc thêm 1 năm là được hưởng 1 tháng, nhưng mà tối đa là hưởng không quá 12 tháng. Còn về cái việc mà cái lượng lao động mà thực hiện bảo hiểm thất nghiệp ở trung tâm đến thời điểm này so với cùng kỳ thì cái số lượng nó không tăng, tuy nhiên nó có tăng so với những cái tháng bình thường trong cái mùa dịch. Lý do là tình hình dịch thì thứ nhất là doanh nghiệp thiếu đơn hàng, rồi lao động được nghỉ theo cái công tác phòng chống dịch. Sau 10 năm triển khai thực hiện tại Long An, chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã giải quyết khoảng 25.000 lao động mỗi năm. Đây được xem là chỗ dựa vững chắc cho người lao động trong trường hợp bị mất việc làm, không chỉ giúp gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống mà còn góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc Campuchia ngày 22 tháng 4 năm 2020, tại cột mốc 00 Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, đoàn cán bộ huyện Đức Hòa do bà Vũ Hồng Hạnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đức Hòa, tỉnh Long An làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng năm mới đến huyện Priambro, tỉnh Phnom Penh, Campuchia. Tại đây, bà Chủ Hồng Hạnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đức Hòa đã gửi lời chúc Tết đến chính quyền, nhân dân, lực lượng vũ trang, chi khu quân sự Priambro có một năm mới đầm ấm, hạnh phúc và thắng lợi trên mọi lĩnh vực. Đồng thời, bà mong muốn quan hệ hợp tác thân thiết, gắn bó hữu nghị giữa huyện Đức Hòa và huyện Priambro luôn bền chững và tiếp tục được phát huy trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị, hợp tác cùng nhau phát triển. Dịp này, đoàn cán bộ huyện Đức Hòa cũng đã trao tặng lãnh đạo huyện Priambro và chi khu quân sự 50 thùng mì, 10 máy đo thân nhiệt, 3.000 khẩu trang y tế, 60 chai nước rửa tay khô với trị giá 60 triệu đồng nhằm góp phần chung tay phòng chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả. Nhằm kịp thời chia sẻ những khó khăn đối với các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, chiều ngày 21 tháng 4 năm 2020, Bí thư Huyện ủy huyện Đức Huệ Trần Thanh Phong đã đến thăm hỏi động viên các gia đình nghèo neo đơn thuộc diện bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện.
Tại mỗi gia đình, Bí thư Huyện ủy ân cần thăm hỏi sức khỏe, tặng quà và động viên các gia đình cố gắng vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống. Ngoài phần quà gồm gạo, mì gói, nước rửa tay kháng khuẩn cùng một số nhu yếu phẩm thiết yếu, mỗi gia đình còn được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Huyện Đức Huệ hỗ trợ thêm 200.000 đồng tiền mặt. Đây là một trong những hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Huyện Đức Huệ nhằm hỗ trợ một phần về vật chất và tinh thần, giúp đỡ các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện vượt qua khó khăn trong mùa dịch. Mời quý vị cùng phóng viên thời sự Đài Truyền hình Long An cùng nhìn lại 7 ngày tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ ngày 17 đến ngày 22 tháng 4. Sau 15 ngày cách ly toàn xã hội, tỉnh Long An được xét vào nhóm các tỉnh thành có nguy cơ thấp nên được nới lỏng cách ly xã hội đến hết ngày 22 tháng 4. Theo tinh thần chỉ đạo của công điện 2134 ngày 16 tháng 4 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, công điện nêu rõ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội, yêu cầu mọi người hạn chế ra khỏi nhà. Nếu cần thiết ra khỏi nhà thì bắt buộc phải đeo khẩu trang. Tiếp tục dừng các hoạt động lễ hội, không tụ tập quá 10 người ngoài phạm vi công sở. Dịch vụ, nhà hàng, quán ăn được hoạt động trở lại nhưng không quá 20 người trong cùng một thời điểm. Ở đây mọi người thường xuyên đi nhắc nhở đeo khẩu trang. Người dân đã thành thói quen rồi để bảo vệ sức khỏe. Tuy nới lỏng cách ly toàn xã hội, cửa hàng kinh doanh quán xá hoạt động trở lại, nhưng do yêu cầu hạn chế ra khỏi nhà nên người dân chọn các hình thức mua mang đi, giao hàng tận nơi, ít tập trung ăn uống tại chỗ, nên lượng người ở các hàng quán và ngoài đường phố rất ít so với thường nhật. Nói chung là ai cũng khổ hết, buôn bán thì cũng thất thu, mà nhà nước cũng ấy, mà dân mình ở nhà thì cũng không có gì để sống. Mong nhất là cho nó hết dịch đặng buôn bán trở lại bình thường. Đó không chỉ là mong mỏi của người dân Long An mà còn là ước mong của cả dân tộc. Với tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của chúng ta, tin tưởng rằng Việt Nam sẽ sớm đẩy lùi và chiến thắng dịch bệnh, vì sức khỏe nhân dân và sớm đưa nhịp sống trở lại bình thường. Thưa quý vị, tình hình dịch bệnh COVID-19 và một số biện pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh cập nhật đến 14 giờ 30 phút ngày 22 tháng 4 năm 2020 như sau. Toàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh COVID-19. Tổng số người được cách ly là 2.312 người. Trong đó, số người cách ly tại y tế tập trung là 567 người. Trong đó, có 547 người đã hoàn thành cách ly 14 ngày. 20 người hiện đang cách ly. Số người cách ly tại cơ sở là 1.745 người. Trong đó, có 1.736 người đã hoàn thành cách ly 14 ngày. 9 người đang theo dõi cách ly. Thưa quý vị, ngày 22 tháng 4 năm 2020, Sở Giao thông Vận tải Long An có thông báo về việc cho phép các bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Long An được tiếp tục hoạt động. Thực hiện kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 ngày 22 tháng 4 năm 2020 và được sự chấp thuận của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Giao thông Vận tải Long An thông báo cho phép các bến khách ngang sông, bến phà trên địa bàn tỉnh được hoạt động trở lại kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2020 để phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của nhân dân, trừ các bến khách ngang sông không đủ điều kiện. Sở Giao thông Vận tải không cấp phép hoạt động và các bến khách ngang sông qua lại biên giới tiếp giáp với Campuchia. Tuy nhiên, hiện nay nước ta còn đang trong giai đoạn thực hiện phòng chống dịch COVID-19 nên đề nghị các chủ bến phải thực hiện nghiêm khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống dịch COVID-19, như khi hoạt động, các phương tiện phải giảm 50% sức chở, hành khách phải mang khẩu trang khi qua phà, giữ khoảng cách tối thiểu giữa hai người và chủ bến phải bố trí nước rửa tay sát khuẩn để hành khách rửa tay. Giao Thanh tra Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp công an các huyện tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các bến khách ngang sông không chấp hành nội dung về phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An thông báo đến Ủy ban Nhân dân và Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, Phòng Quản lý Đô thị, thị xã Kiến Tường và thành phố Tân An, các bến khách ngang sông và các đơn vị có liên quan biết thực hiện.